Mình có người nhà với biên tập không ạ? À? Dạ đâu có, bà con. Bà con luôn hả? Không, chạy hàng gì, trời ơi, đoán ngay. Câu hỏi đầu tiên sẽ được tiết lộ qua một vài hình ảnh sau đây. Xin mời hai đội chơi. Đây là những hình ảnh của cầu thủ Huỳnh Như xuất hiện trên poster vòng chung kết World Cup nữ 2023. Và không biết là các bạn có đoán được tấm vé sẽ hỏi câu gì không? Không lẽ anh hỏi bây giờ cầu thủ Huỳnh Như đang đá cho câu lạc bộ nào? Mình có người nhà với biên tập không ạ? À? Dạ đâu có, bà con. Bà con luôn hả? Không, chạy hàng gì, trời ơi, đoán ngay chốc vậy coi. Tôi yêu cầu anh Phát không có làm như vậy nữa. Đừng có gây xào xáo cho chương trình. Hôm bữa bé Lộc đã bị mang tiếng dắt người nhà bị nghỉ 2-3 lần rồi. Thì em người nhà chị Lộc luôn nè. Ủa vậy? Trời ơi. Để tôi coi, nếu mà cái câu này mà y phóc như những gì bạn đoán là tất cả là từ em ra nha. Dạ. Và nói chung câu hỏi đầu tiên như sau: nữ cầu thủ Quỳnh Như đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá quốc tế nào? A. Câu lạc bộ Brisbane City của Australia. B. Câu lạc bộ Glen FC của Bồ Đào Nha. Mà nói gì nữa, câu này thì không lẽ em không biết chứ đúng không? Thì anh thử nghĩ đi. Ủa? Biết rồi mình nói gì? Nói ra bên đây người ta bắt trước rồi sao? Dạ. Không? Bạn có theo dõi bóng đá không? Bóng đá em có theo dõi anh. Nữ thì em cũng có xem đó, nhưng mà ít hơn cầu thủ nam. Ít hơn đúng không? Dạ. Và thông tin này mình biết không? Cầu thủ Huỳnh Như thì em biết đó. Biết. Mà còn đá đội nào thì hên xui nha. Bây giờ mình hỏi đi. Em chọn anh Hoàng Phi ạ. Rồi, xin mời anh Phi ạ. Phi nghĩ sẽ là đáp án A, Australia. Tại vì theo Phi nhớ là như đang có một vị huấn luyện viên nào đó người Việt đang làm việc tại một câu lạc bộ bóng đá nữ của Australia. Thì Phi nghĩ là Úc đang có lợi thế, nếu một cầu thủ người Việt Nam mà đá tốt thì cái con đường mà phát triển qua Úc thì nó cũng gần với cái phạm vi châu Á hơn. Cái đó cũng là một cái điểm lợi thế dành cho những cái cầu thủ Việt, nhất là những cầu thủ nữ mà muốn thi đấu ở nước ngoài. Phi nghĩ là Australia phù hợp hơn là cái đáp án B. Em thì cũng nghĩ như anh Phi là cái câu lạc bộ Australia thì nó sẽ phù hợp hơn. Tại vì Australia thì nó cũng gần Việt Nam mình. Chính xác, chính xác. Em thì em không nghĩ vậy. Em thì thấy là anh Phi chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ anh Phi chưa chắc chắn đáp án. Đúng rồi, anh nói là anh nghĩ mà, chứ anh đâu có chắc chắn. Đúng rồi. Dạ, theo em thì em chọn đáp án B là câu lạc bộ Lech FC Bồ Đào Nha. Bởi vì em được nghe đâu đó thông tin rằng câu lạc bộ này họ cho rằng họ là đối tác tin cậy nhất của các cầu thủ bóng đá. Bởi vì ở đó các cầu thủ tới được đào tạo và được thi đấu ở châu Âu. Quỳnh Như đang rất là nổi như hiện tại thì câu lạc bộ Lech FC Bồ Đào Nha là nơi cho cầu thủ Quỳnh Như phát triển cũng như được thi đấu ở châu Âu. Nên Lê Lộc nghĩ rằng với đáp án B sẽ là đáp án Lê Lộc dành phần trăm cao hơn. Bao nhiêu phần trăm ạ? Dạ 95% ạ. Dạ. Một bên là châu Úc, một bên là châu Âu. Và bây giờ sẽ là 10 giây dành cho hai đội chơi suy nghĩ, bắt đầu. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Úc đang có lợi thế, nếu một cầu thủ người Việt Nam mà đá tốt thì cái con đường mà phát triển qua Úc thì nó cũng gần với cái phạm vi châu Á hơn. Câu lạc bộ Lech FC Bồ Đào Nha, câu lạc bộ này họ cho rằng họ là đối tác tin cậy nhất của các cầu thủ bóng đá. Bởi vì ở đó các cầu thủ tới được đào tạo và được thi đấu ở châu Âu. A và B. Một bên thì nghe theo lời diễn viên Lê Lộc, một bên thì nghe theo lời diễn viên Hoàng Phi. Và để xem đội chơi nào xuất sắc mang về 2 triệu đồng tiền thưởng dành cho mình. Xin mời kết quả. Hay quá. Chị hai.